thì Nga sẽ đi xuống nội để đi lấy thiệp đi đám cưới nha cả nhà. Let's go. Bà tứ cây cắm cây đây, bà nội chuẩn bị đi đám cưới. Lấy cái chân xịt xịt vô rồi không chân giờ có cái cục chân dài rồi. Đây con chụp hình với bà nội. Có đi xe nhà. Ủa con Năm có đi không con Tứ? Có, đang thay đồ lắm. À, xe con Năm cũng bận luôn. Ừ, như Năm á, chở xuống là về rồi. Thì dạ. Cưới luôn. Tại con đi tính đi Honda nó nắng á, con mặc quần tây cho nó mát. Đây mình đã đến nhà nội rồi. Giờ mình lấy thiệp ba mình đi đám cưới cả nhà ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mày mày buốt lên nè. Thôi đúng rồi, vậy mày buốt cao lên nữa bị mày nhét thấp quá. Quay đi quay 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 ướt tóc xấu quá Tiên Dưỡng lấy khẩu trang bịt cái đầu lại. Ghê tóc vậy được có xấu. Đây mình đã đến là siêu thị Go Bình Dương nè. Đây mình đã đến nhà hàng rồi nha cả nhà. Thank you.